Team game mới tới 2 game. Mordekaiser vừa được Riot Games làm lại bộ kỹ năng mới cực cùi ngầu, ép buộc đối thủ phải solo 1v1 với mình. Bên cạnh đó, cốt truyện của vị tướng này cũng được cập nhật mới. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với sự thật về Mordekaiser, vị tướng bị chết đi sống lại nhiều nhất trong lịch sử Liên minh huyền thoại. Bóng ma tàn ác, Mordekaiser nằm trong số những linh hồn khủng khiếp nhất và chất chứa nhiều căm thù nhất trên quần đảo bóng đêm. Hắn đã tồn tại qua vô số thế kỷ, được che chở trước cái chết thực sự bởi vong linh ma thuật và sức mạnh ý chí đen tối của chính hắn. Nhưng ai dám đối mặt với Mordekaiser phải chịu một lời nguyền kinh khủng. Hắn bắt linh hồn những nạn nhân làm nô lệ, biến họ thành những công cụ hủy diệt. Mordekaiser từng là người phàm, một chiến vương tàn bạo, cai trị vùng đất phía đông Valorant rất lâu trước khi Demacia và Noxus trỗi dậy. Hắn xông pha chiến trận trong bộ giáp sắt và tàn sát mọi kẻ chống đối, nghiền nát chúng dưới cây chùy ma thuật Nightfall. Kẻ thù căm ghét, không thua gì sợ hãi hắn. Cuối cùng, chúng tập hợp lại để chấm dứt vương triều đen tối của Mordekaiser. Sau một trận chiến dài đẫm máu, số phận của Mordekaiser đã đến hồi kết. Hắn đứng trên một núi xác, địch thủ vây kín xung quanh. Tiếng cười của hắn vang lên ngay cả khi hắn chết, bị xuyên thủng bởi vô số mũi tên, lưỡi kiếm và ngọn thương, hứa hẹn hắn sẽ trở lại báo thù đám sát nhân. Thi thể của hắn bị ném vào một giàn thiêu khổng lồ trong lễ ăn mừng của kẻ thù. Ngọn lửa không thể làm gì hơn ngoài việc thiêu đen bộ giáp và xác Mordekaiser chỉ còn lại nắm xương tàn. Lửa cháy nhiều ngày trước khi lũ tắt, nhưng vào lúc đó, một nhóm pháp sư lén lút đào bới trong đám tro tàn, thu nhặt xương cốt và bộ giáp của Mordekaiser. Chúng bí mật mang những thứ đó đi và đến một đêm không trăng, chúng đặt bộ hài cốt trên một phiến đá chạm khắc cổ ngữ và niệm một câu thần chú của vong linh ma pháp hèn hạ. Khi ma thuật thành công, một hình bóng tăm tối xuất hiện, bóng đen chết người đó đứng dậy, bỏ lại bộ hài cốt đằng sau. Đó là một hồn ma được tạo thành từ bóng tối thuần khiết, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn ác tâm. Những mảnh giáp sạm đen vì lửa tập trung quanh hắn như bị nam châm hút vào và đám pháp sư quỳ xuống trước vị thủ lĩnh chúng vừa triệu hồi. Chúng đã hứa hẹn sức mạnh vĩ đại cho những thứ chúng làm, nhưng lại không thấy trước chúng sẽ được ban thưởng điều gì. Làm chủ được vong linh ma pháp, Mordekaiser biến đám pháp sư thành xác sống, đánh bẫy giữa sự sống và cái chết. Chúng trở thành lũ phù thủy ma đê tiện, những kẻ bị nguyền rủa phải phục vụ hắn đến tận cùng thời gian. Mười năm tiếp theo, Mordekaiser tàn sát tất cả những kẻ đã dám thách thức hắn. Hắn nguyền rủa chúng bằng sự nô lệ vĩnh hằng, tước lấy linh hồn và buộc chúng tuân theo ý chí bất diệt của mình. Mang trên mình tấm áo của ác quỷ thiết giáp, triều đại ác mộng của Mordekaiser kéo dài nhiều thế kỷ. Vài lần hắn đã bị giết chết nhưng luôn luôn quay trở lại nhờ sức mạnh của đám phù thủy ma đã ràng buộc linh hồn với hắn. Xương của Mordekaiser là chìa khóa cho sự hồi sinh quỷ quái của hắn và thời gian càng trôi qua, hắn càng lo sợ cho sự an toàn của chúng. Hắn đã xây dựng một tòa thành bằng đá khối vững chắc giữa lòng đế chế, được biết đến với cái tên Pháo Đài Bất Tử, khóa kín trong trung tâm của thành trì vĩ đại này là di hài của hắn. Cuối cùng, Pháo Đài Bất Tử cũng bị bao vây bởi một liên minh các bộ tộc và quân đoàn. Trong cuộc vây công, một tên trộm vô danh đã thâm nhập vào tòa thành, vượt qua mọi hàng phòng ngự tà ác để lấy được sọ của Mordekaiser. Hài cốt của hắn cần phải được tập hợp đủ để có thể thi triển phép hồi sinh. Sợ hãi đòn trừng phạt của chủ nhân, đám phù thủy ma giấu biến vụ trộm. Trên tường thành Pháo Đài Bất Tử, vô số kẻ thù gục ngã trước Mordekaiser nhưng vẫn chưa đủ để chúng chịu thất bại. Tòa thành của hắn bị tàn phá, bản thân hắn bị áp đảo bởi số đông. Cây chùy chết chóc văng khỏi tay và từng sợi xích to lớn trói chặt quanh hắn.
tiếng cười ha hả của hắn vang vọng trong bóng đêm. Hắn chẳng có lý do gì để nghi ngờ sự tái sinh của mình như mọi lần. Dây xích siết lấy hắn như những con tử xà khổng lồ, và sau một tiếng thét ra lệnh, chúng xé hắn ra thành từng mảnh. Sọ của Mordekaiser được mang qua biển đến quần đảo thiêng liêng, một vùng đất ẩn trong sương mù và truyền thuyết. Những nhà thông thái trên đảo biết về Mordekaiser và về điểm yếu của hắn. Họ đã lấy trộm chiếc sọ để giúp thế giới này thoát khỏi sự tồn tại kinh hoàng của hắn và đặt nó trong một hầm ngầm sâu dưới mặt đất, an toàn sau những lớp khóa và lính gác ma thuật. Đám tùy tùng của Mordekaiser phân tán đi khắp các ngóc ngách của thế giới tìm kiếm chiếc sọ bị mất, nhưng không thể xác định nổi vị trí của nó. Dường như triều đại của Mordekaiser đã thực sự chấm dứt. Nhiều năm, nhiều thập kỷ, rồi nhiều thế kỷ trôi qua, đến khi có một tai họa lớn ập xuống đảo thiêng. Một vị vua với trí óc bị tàn phá bởi buồn đau và điên loạn đã phóng thích ra một phép thuật kinh khủng bao phủ cả hòn đảo trong bóng tối, biến nó thành một vùng đất của tử linh, quần đảo bóng đêm. Trong vụ nổ ma thuật kinh hoàng đó, hầm ngầm cất giữ sọ của Mordekaiser bị phá tan. Như thiêu thân lao vào lửa, đám phù thủy ma của Mordekaiser tìm đường đến quần đảo bóng đêm. Chúng mang theo hài cốt của chủ nhân, đào bới, tìm chiếc sọ trong đống tàn tích và cuối cùng cũng đưa nó trở lại với thế giới một lần nữa. Kể từ đó, Mordekaiser lập nên đế chế của mình ngay trên quần đảo bóng đêm, gây dựng một đội quân xác chết. Hắn coi những linh hồn bất tử mới được tạo thành này là một giống loài thấp kém, bởi hắn được tự chọn con đường cho bản thân, trong khi đám còn lại chỉ là hồn ma lạc lối. Tuy nhiên, hắn cũng thấy được tác dụng của chúng. Chúng sẽ là đám tốt thí cho những cuộc xung đột sắp tới. Không giống lũ kẻ dưới, Mordekaiser không bị màn xương đen ràng buộc. Hắn quá mạnh để bị thế, nhưng năng lượng tà ác của nó vẫn ban cho hắn quyền năng đáng sợ. Ít nhất là cho tới giờ, quần đảo bóng đêm là một chỗ hoàn hảo để hắn nuôi dưỡng sức mạnh. Trong thời gian đó, hắn tiếp tục bị ám ảnh bởi việc đảm bảo an toàn cho xương cốt của mình. Hắn để ý tới những đế chế và những nền văn minh đã trỗi dậy sau khi hắn biến mất. Đặc biệt, sự chú ý của hắn hướng về pháo đài bất tử, thành lũy ngày nào đã trở thành thủ phủ của đế chế mới nổi Noxus, một thời đại tăm tối mới đang vẫy gọi. Đó là tất cả những gì bạn có thể biết về Mordekaiser trong Liên Minh Huyền Thoại. Vậy bạn muốn biết sự thật về vị tướng nào tiếp theo? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Okay, no, no, get the fuck in here. Oh. I'm just gonna conquer her down. I have my E. This game is 45 too, that's exactly. You definitely want to match up with Peter here. I think she... Uh-oh. Yeah, boy. Oh my god. That's actually pretty insane. Okay, bitch. Come here. Okay, well, I can't reach her. Come here, bitch. No, Ezra, bitch.
Fuck you! Oh, wait, what? What's going on? There's someone else there.